sẽ diễn ra cặp thi đấu đầu tiên để chọn ra đội vào thi đấu vòng chung kết ạ. Xin quý vị hãy dành một tràng vỗ tay để chúc cho đơn vị Sa Tamo và đơn vị Sa Mỹ Hòa. Xin cảm ơn toàn thể quý vị. Kính thưa toàn thể quý vị, ở lần đấu đầu tiên, cặp thi đấu giữa Sambo và Mỹ Hòa sẽ chọn ra đội vào thi đấu trận chung kết. Vâng ạ, xin mời các nghệ nhân của đơn vị Sam Mỹ Hòa sẽ là đơn vị hát trước ạ.
Bye.
xin nhắc hai đội là khoảng 4 phút nữa ạ. Giữa đơn vị Phú Cường và đơn vị xã Quân Sơn ạ. Các nghệ nhân của đơn vị xã Quân Sơn.